Thưa quý vị, chiều qua bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS lần thứ 20 đang diễn ra tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc là Lý Cường, và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh là hai bên cần phải phát huy ưu thế địa lý và bổ sung lẫn nhau để đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực phát triển cân bằng, bền vững. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện sớm thành lập văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô và Hải Khẩu, nâng cao hiệu suất thông quan, tránh xảy ra ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối giao thông và hạ tầng cửa khẩu biên giới, nghiên cứu hợp tác lập quy hoạch và xây dựng một số tuyến đường sắt ở khu vực phía Bắc Việt Nam, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa cả song phương và qua nước thứ ba. Đánh giá cao kết quả đạt được trong thương mại hai nước, đồng tình với nhiều đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông thủy sản chất lượng cao. Trung Quốc cũng mở rộng hơn nữa quy mô và nâng cao hiệu suất giao thương thông qua nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, kết nối chính sách, xây dựng cửa khẩu thông minh, thúc đẩy thanh toán bằng đồng bản tệ. Thủ tướng Lý Cường cho biết đã chỉ đạo các bộ ngành Trung Quốc tích cực trao đổi với Việt Nam để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định. Nằm trong chuỗi sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Toàn cầu Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9 cũng đã diễn ra hội chợ CABIS Expo 2023. Đoàn Việt Nam có hơn 120 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, hơn 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia trưng bày sản phẩm dịch vụ tại hội chợ, với diện tích gần 4.000 m2 và 5 khu gian hàng dàn dựng đặc biệt của các doanh nghiệp lớn như Cà Phê Trung Nguyên, TH True Milk, cùng gần 170 gian hàng tiêu chuẩn thuộc các ngành nông sản, thực phẩm chế biến, đầu tư du lịch, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm từ gỗ. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm dịch vụ trong toàn bộ khu nhà triển lãm số 8. Bên cạnh doanh nghiệp có hàng trưng bày tại hội chợ, năm nay có khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam tham dự các chương trình giao thương, hội thảo tại hội chợ. Tại hội chợ Trung Quốc ASEAN CAExpo 2023, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội làm việc và giao dịch với khoảng 50.000 thương nhân Trung Quốc, doanh nghiệp lớn của các nước ASEAN và quốc tế. Trao đổi với báo chí bên lề Hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết chiều qua ngày 16 tháng 9, Bộ này đã ký bản ghi nhớ với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, xây dựng nhà máy chế biến tại vùng biên giới giữa hai nước, tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ cho xuất nhập khẩu. Vùng nguyên liệu này gồm cả chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản để thúc đẩy mạnh mẽ thương mại hai bên. Và cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán các hiệp định xuất khẩu, đặc biệt là 4 mặt hàng, bao gồm dưa hấu từ xuất khẩu truyền thống sang chính ngạch, sầu riêng, lạnh, ớt, dược liệu. Nếu giải quyết được đồng bộ trong xuất khẩu các mặt hàng này, thì việc giao thương sẽ rất thuận lợi, khi đó tốc độ tăng trưởng sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Và trong một ít phút nữa thì chúng tôi sẽ quay trở lại với diễn biến của hội chợ này. Và xin được nhờ kỹ thuật trường quay sẽ kết nối giúp với chúng tôi ạ. Xin chào MC, xin chào tất cả khán thính giả của đài truyền hình VTC. Vâng, xin được chào ông Đặng Đình Long ạ. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và có một câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho ông, đó là một doanh nghiệp xuất khẩu và logistics hàng nông sản sang Trung Quốc. Thì theo ông, cơ hội xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp sang Trung Quốc ra sao sau Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20, Hội chợ Trung Quốc ASEAN và nhất là sau hội đàm của hai Thủ tướng Trung Quốc, Việt Nam, thưa ông? Là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics quốc tế, chúng tôi nhận thấy sau buổi tọa đàm của hai Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường của Trung Quốc, trong khuôn khổ hội chợ thương mại Trung Quốc Đông Nam Á cũng như là hội nghị thượng đỉnh về phát triển kinh tế Trung Quốc Đông Nam Á đã mở ra một cơ hội rất lớn cho tất cả các ngành nghề trong nước, trong lãnh thổ Việt Nam chúng ta xuất khẩu sang không chỉ thị trường Trung Quốc nói riêng mà thị trường Đông Nam Á, châu Á nói chung. Bên cạnh đó cũng tạo ra cơ hội giao lưu các ngành nghề với nhau và các quốc gia, các lãnh thổ với nhau, giao lưu về kỹ thuật, giao lưu về văn hóa, giao lưu về hợp tác quốc tế và nhất là mảng logistics xuất nhập khẩu mà chúng ta đã có với nhau rất nhiều những cái hiệp định chung, hiệp định thương mại tự do. Tôi nhận thấy đây là một dịp mở ra rất nhiều các cơ hội hợp tác giữa các công ty ở trong nước Việt Nam với thế giới. Vâng, thưa ông, là hội nghị và hội trợ lần này cũng là thuận lợi cũng như là cơ hội lớn cho hàng hóa nông sản Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc. Nhưng mà bên cạnh đó thì rõ ràng là cũng chứa rất nhiều những rủi ro, những thách thức và cả những khó khăn. Vậy thì theo ông, những thách thức và khó khăn của nông sản Việt Nam khi mà chúng ta xuất sang thị trường Trung Quốc là gì ạ? Đó là gì? Trong khuôn khổ hội chợ chúng tôi nhận thấy có rất nhiều các cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức cho hàng nông sản Việt Nam. Đơn cử có thể nói đến việc quản lý mã số vùng trồng, mã nhà đóng gói và quản lý chất lượng của Trung Quốc hiện nay đã trở nên rất là nghiêm ngặt. Hơn nữa Trung Quốc và hội chợ Nam Ninh lần này là cửa ngõ để mở hàng nông sản của Việt Nam tới địa bàn, tới khu vực Trung, Đông Nam Á cũng như châu Á. Và nếu chúng ta có thể mở được cánh cửa ngõ này thì hàng hóa chúng ta không chỉ là có thể xuất khẩu rất là ổn định tới thị trường Trung Quốc mà có thể dùng tiêu chuẩn chính của Trung Quốc này tới tất cả các cái lãnh thổ, các quốc gia khác như Myanmar, Singapore, Thái Lan, Campuchia và các quốc gia khác ở trong khu vực. Vâng, với tư cách là một doanh nghiệp xuất khẩu thì ông có khuyến cáo hay là lời khuyên nào cho các doanh nghiệp trong nước cũng như là bà con nông dân khi mà muốn xuất khẩu các mặt hàng của mình sang Trung Quốc để tránh được rủi ro cũng như là có thể ổn định hơn ạ? Với tư cách là doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics quốc tế, chúng tôi đưa ra một số các khuyến nghị cho nhà sản xuất cũng như nhà xuất khẩu tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất, chúng ta phải luôn giữ được chất lượng của sản phẩm chúng ta đặt ra. Chất lượng sẽ là một bài toán giúp cho sản phẩm của doanh nghiệp cũng như là uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế càng ngày càng nâng cao lên. Ngoài ra, việc chuẩn hóa về mẫu mã bao bì sản phẩm, các mã về sản phẩm cũng là một điều đáng lưu ý đối với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế. Thứ hai, chúng ta có thể nói đến một số các tiêu chuẩn chung cho vùng, một số tiêu chuẩn chung cho quốc gia như Trung Quốc. Trung Quốc ngày càng đặt các tiêu chuẩn cao hơn cho thực phẩm và nông sản tới thị trường Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn đổi mới, sáng tạo, không chỉ về mặt bao bì thiết kế sản phẩm, mà về mặt văn hóa, truyền thống hay những mặt liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật. Chúng ta cũng phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức và luôn luôn giữ vững chất lượng của sản phẩm nhưng cũng không ngừng đổi mới, sáng tạo sản phẩm của mình. Vâng, thưa ông, là năm nay thì là ngành hàng cà phê đang có sự tăng trưởng ngoạn mục. Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực này thì không biết là ông đánh giá cơ hội như thế nào cho cà phê Việt vào thị trường Trung Quốc và liệu rằng là chúng ta có thể chờ đợi một sự đột phá hay không thưa ông? Như chúng ta đã biết, sản phẩm cà phê là sản phẩm chủ lực về nông sản của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới và thị trường Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân đang chuyển từ phong tục truyền thống uống trà sang uống cà phê, nhất là đối với giới trẻ ở Bắc Kinh, Thượng Hải đã chuyển dần từ từ sang sở thích uống trà và chuyển sang uống cà phê. Như vậy, thông qua hội nghị thượng đỉnh lần này, thông qua hội chợ tại Nam Ninh, Trung Quốc lần này, chúng ta có thể là giới thiệu thêm về cái văn hóa, về cái truyền thống và nhất là sản phẩm cà phê tốt của Việt Nam tới đông đảo người dùng tại Trung Quốc và có thể tạo lên một làn sóng tiêu dùng cà phê lớn hơn và lớn chưa từng có trong lịch sử. Hy vọng rằng năm 2023, năm 2024 sản phẩm cà phê của Việt Nam xuất khẩu sẽ có những bước tiến, bước đột phá mới. Xin được cảm ơn ông với những chia sẻ rất kịp thời vừa rồi.